Đây là một cặp loa rất là hiếm của Chiêu mà phải nói là cực kỳ được lòng anh em. Cặp Chiêu 202 em quay cho các bác đây. Với cái cặp này thì hôm nay Thắng Audio sẽ đem đến cho các bác một cái cấu hình với con âm ly Tiklik V7. Thì cặp loa Chiêu LS202 này ấy, thì anh em nào đã chơi rồi thì sẽ biết đây là một cặp loa mà không những anh em chơi tiêu dùng thích mà bản thân những anh em thợ cũng rất là thích chất âm của này. Đấy, có mỗi cái tên của nó thì nó hơi bị kém thương hiệu thôi, tức là Chiêu nó là của Kenwood thì cái thương hiệu của nó thì hơi kém, nhưng mà cái chất âm của nó và con này, đặc biệt cái con 202 này, tiếng nó không khác gì JBL cả, từ chất bass, chất trung, chất tét, rành thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây là một cặp loa Nhật xịn luôn, điện nó không sử dụng điện. Nó sản xuất tại Nhật năm 79. Đây em có cái review cho các bác xem. Các bác có thể vào trang Audio Database này. Đây là trang Audio Heritage.jp là viết tắt của Japan ấy. Giống của mình thì là .vn. Của Việt Nam thì .vn, còn tên miền của Nhật Bản thì là .jp. Thì có hai cái website để anh em có thể xem được những cái thông số của những cặp loa hoặc của những con âm ly, của đầu đĩa, chung quy lại là những sản phẩm audio. Thì có trang audioheritage.jp và audiodatabase.com là hai trang web anh em có thể check được. Trang web này hình thành kiểu dạng nó muốn đưa đến như anh em một cái kiểu cuốn từ điển. Nó sẽ update dần dần những cái sản phẩm âm thanh từ mới từ cũ, nó sẽ đưa vào đây. Đây là cặp Chiêu 202 lúc nó mới. Cặp này sản xuất năm 79. Đấy, Chiêu 202 sản xuất năm 79. Đây thông số của nó đây, đây là mặt cắt của nó. Mặt cắt của nó các bác nhìn đây. Bass này, trung này, tép này, phân tần này. Đấy. Đây cặp loa này 90 decibel, 8 ohm, 100W maximum, bass 25, trung 10. Đấy. Chiều rộng là 35, chiều cao là 65, sâu là 32,7. Trọng lượng là 21,5kg một chiếc. Thì với cái chất âm của con LS202 này thì nó sử dụng gân xếp. Cái cặp này thì em chia sẻ với các bác là nó là gân zin luôn. Dòng này sử dụng gân xếp. Gân xếp và tầm dầu. Em sẽ quay cho các bác xem cái gân zin của nó. Cặp này rất là thích hợp để anh em chơi những cái dòng nhạc đòi hỏi tiếng bass nó gọn ghẽ. Đấy, đây là nguyên chất mộc của nó các bác nhá. Đây là gân zin. Đấy, dòng này nó hai tinh chỉnh. Em kết hợp cái con âm ly V7 này thì cho một bộ rất là tầm tiền luôn, ở trên 10 triệu thôi. Khẳng định luôn là cực kỳ hay. Rất hay luôn. Những bộ này thì nếu lựa khéo phối ghép thì cho chất âm thì không khác gì JBL. Và đương nhiên là với cái cấu hình này thì em sẽ hướng đến anh em không nặng về thương hiệu. Bởi vì nếu mà cái này mà thương hiệu thì chắc chắn với cái cấu hình chất âm nó nghe như này thì chắc chắn nó vượt ngoài 20 triệu. Trong khi bộ này còn trên 10 triệu thôi. Bây giờ em sẽ mở to để các bác nghe.
ghép nó rất là tầm tiền. Còn đương nhiên là với cái nhu cầu ngân sách của tùy các bác thì có thể có điều kiện hơn thì có thể ghép những cái âm ly cao tiền hơn. Thì em cũng sẵn sàng có rất là nhiều các phương án phối ghép khác nhau để phục vụ các bác. Đấy. Ngoài cặp này thì bên em đang về rất là nhiều những cái cặp Nhật khác các bác nhé. Chung quy lại là đủ các loại tầm tiền trên dưới 10 triệu. Rất là nhiều, trên dưới 20 triệu, trên dưới 30 triệu cũng có hết. Từ loa Nhật, loa Mỹ, loa cây, loa búp xe đủ hết. Âm ly cũng vậy, đủ các mô đen. Đây có những cái dòng đèn vu em đang dỡ đây, những cái dòng đèn vu kim vẩy đây, 7600, 7800, rồi 7400 đủ hết. Anh em nào cần món gì thì cứ qua trực tiếp. Đấy. Sơ qua như vậy, anh em kết bộ này thì điện sớm cho em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.